Năm nay, bước sang tuổi gần 70, nhưng với bà Nguyễn Thị Dậu, tuổi già không hề buồn tẻ, mà còn trái lại luôn ngập tràn niềm vui. Hàng ngày sau khi chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, bà lại tích cực tham gia các hoạt động của hội người cao tuổi và tổ dân phố. Đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giúp cuộc sống thêm phần vui vẻ, ý nghĩa hơn. Ngoài cái giờ là mình giúp đỡ con cái, đấy, làm những công việc gia đình như cơm nước, dọn dẹp, trông cháu. Tuy rằng bận rộn nhưng mà tôi vẫn tham gia đầy đủ cái việc luyện tập. Đi tham gia thể dục hoặc là văn nghệ các thứ thì tôi cảm thấy nó thoải mái và được vui vẻ chuyện trò với đông bạn bè. Để tạo niềm vui khi tuổi già, người cao tuổi cũng chủ động tham gia các phong trào tuổi cao gương sáng, các hội nhóm, câu lạc bộ phù hợp với các độ tuổi và mức độ sức khỏe của mình. Đây là câu lạc bộ cờ tướng của Hội Người Cao Tuổi Tổ Dân Phố 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Mỗi buổi chiều, các thành viên câu lạc bộ lại tập trung đấu trí với nhau qua từng nước cờ. Đây không chỉ là một cách thư giãn mà còn để rèn luyện trí tuệ con người. Chúng tôi thường xuyên rèn luyện thể thao. Và những lúc rảnh rỗi này chúng tôi tham gia đánh cờ để vừa giải trí đồng thời cũng vừa nâng cao cái tinh thần này là cái trí tuệ của mình, làm cho cái con người mình nó cũng sảng khoái hơn và đầu óc mình nó cũng minh mẫn hơn. Theo các chuyên gia, người cao tuổi khi tham gia các hoạt động xã hội sẽ tạo nên sự trẻ hóa, năng động, khỏe mạnh và giúp họ thấy cuộc sống có ý nghĩa và có ích hơn, giảm bớt cảm giác chán nản, mệt mỏi thường thấy khi tuổi già, dễ thông cảm, sẻ chia, hạn chế những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là khi họ được tham gia vào những hoạt động xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Quan trọng hơn hết, niềm vui lớn nhất của ông bà cha mẹ khi tuổi đã xế chiều có lẽ là được thấy con cháu từng bước trưởng thành, thành đạt. Tất cả các thành viên trong đại gia đình luôn giữ được nếp nhà, thuận hòa, hiếu hạnh. Mình phải gương mẫu, là một cái tấm gương thực tế thì nó hơn cái nói rất nhiều, đúng người ta vẫn nói đấy. Thế bây giờ ví dụ như là ông bà thì phải luôn luôn vui vẻ với nhau, không được cáu gắt trước mặt các con, các cháu. Thế và những công việc hàng ngày bằng những hành động cụ thể thì đó là cái cách mà giáo dục các cháu tốt nhất. Cái niềm vui của tuổi già chúng tôi rất là đơn giản. Ta phải sức khỏe, không gây khó khăn phiền hà cho con cháu. Chúng tôi rất là muốn được giúp đỡ con cái và mong muốn con cái thành đạt. Và mọi vấn đề trong xã hội, trong tổ dân phố thì chúng tôi sống vui, sống khỏe, sống đoàn kết, với chan hòa với bà con lối phố. Tuổi già là tuổi đáng được kính trọng, được hưởng nhiều niềm vui, được sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Nhưng để tuổi già được vui lại rất cần sự nhận thức, quan tâm, đồng cảm rất lớn từ phía các thế hệ trẻ và cả cộng đồng xã hội. Tháng 10 hàng năm được Đảng, Nhà nước lựa chọn là tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Chương trình hành động quốc gia cùng nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe và là điểm tựa vững chắc trong mỗi gia đình, dòng họ, xóm làng.